anh ạ. Mẹ em bị bệnh, em cần gấp 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Anh cho em vay với. Số tiền lần trước anh cho chú vay đâu? Chú đánh bạc hết rồi đúng không? Dạ anh, lần trước em có việc gấp, em chót trùng vào việc rồi. Anh tin em đi, em nói sai em mù mắt. Anh nể tình anh em chúng mình, anh giúp em nốt lần này ạ. Tiền đây em cầm đấy. Dạ em cảm ơn anh ạ, nhất định em sẽ trả lại anh ạ. Nope. Mẹ em bị bệnh, em cần gấp 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Anh cho em vay với. Câu này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Thế rồi nó dễ.